Chú Năm ơi, hôm nay thì mình phát gạo tại nhà luôn hả chú Năm? Dạ dạ, mua vật. Dạ thì bây giờ là phần quà thì thấy ra sẵn rồi, bây giờ là chú Năm sẽ trực tiếp giao lại, thì em sẽ đọc tên những cái anh chị đã đóng góp vô 50 phần quà. Cô Phượng ở Đà Lạt 2 triệu, gia đình chú Quang Lê và cô Hiền ở Mỹ 4 triệu 6, gia đình chú Lê Hữu Chí 1 triệu 7, chị Hướng Dương 500 ngàn, gia đình chú Quỳnh Văn Đỗ 1 triệu, chị Phụng, anh Ngộ Kim, chị Giác Phương tiếp vô 1.000 đô gạo mì dầu ăn. Còn cô Thủy Lê thì 5 triệu, một hộ là 100 ngàn. Cô Nguyễn Thanh Văn 10 triệu, một hộ là 200 ngàn. Gạo thì 500 ký, 6 triệu. Dầu ăn 1 chai thì 1 lít, 25 ngàn chai. 50 chai thì 1 triệu 250 ngàn. Còn nước tương 1 chai thì 6.200 đồng, 50 chai thì 310 ngàn. Một thùng mì 100 ngàn trên thùng Hảo Hảo, 50 thùng thì 5 triệu. Hết tổng là 12 triệu 560 ngàn. Còn 40 ngàn thì góp vô đây cho mỗi một hộ gia đình là một hộ gia đình là 500 ngàn. Thì chú Năm trực tiếp đưa gạo con đi chú Năm. Quay đây nào, quay ngay đây. Quá rồi, ưu tiên nha, ưu tiên nha. Rồi anh cứ mày đứng đây quay nha. Ừ. Hai ông dựng đã. Đây cậu Nam mua bưng rãi cậu Nam. Bà ơi. Cứ nhận đi lên bắt tiếp. Đây đây ngồi đi, ngồi chút đi chút nha. Đây đây ngồi lên cho trời. Đây nhận bạn ơi. Nhận đi lên bắt tiếp bạn. Trời, 500 là phải. 500 là về mua thủ ăn nha. Cảm ơn. Thôi đi về đi, để ngồi đông đông. Kêu kêu ai có mặt quà thì ai đi về chút đi. Hết đi nghe để. Ờ đúng rồi. À, thôi, về mua thủ ăn nha. Rồi rồi, đi về đi. Quá im phải không? Rớt rớt rớt. 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 Rớt đây không? Để đi chở về. Rồi, đây ba. Chở cho ai có về đây. Rồi, rớt nha, rớt nha. Rồi. Đây, quay đầu xe lại cho chở ba thử về cho mới chạy lên. Đây bạn. Vâng. Cảm ơn nha. Cảm ơn luôn, cảm ơn. Cảm ơn cả nhà đi. Cảm ơn cậu, quá vô đi má bỏ xe luôn đi rồi về hết đi để rồi về đi rồi ai ai có quà về nha, ai có gọi về nha, quay quay cái mặt luôn quay con ta lãnh quà được rồi tranh thủ về đi. Từ 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 đừng được cái chen ai không có đó ai không có đó ai không có đó đi đó thì cũng có mà có lại cảm ơn cả nhà rồi. Cảm ơn năm bước giờ không có là lo hết trơn đi, nó vậy đi chứ giờ đang đói khổ không có này lấy gì ăn. Không biết ai đó chuyện đó không biết. Nó nhỏ này được không chứ Năm? Nó nhỏ quá bà. Cho nó đâu nó còn ai cô mới tí thôi ông bà. Cô tí nữa có con nhỏ đi lên được nè rồi. Nó đi đứng đây lên đây cho con. Nè. Đây bên kia xuống
dùm cho nó vừa, bốn cái dùm cho giờ. Ai lãnh rồi thì ăn về nha. Đây đây đây. Được nữa luôn nè. Rồi con có tí là phải. Bốn cái đó thì nó sẽ phải nó bông dùm đấy. Phải nè. Cái còn à cô đem mà con qua khoan ừ cầm tiền đi vui qua con qua con qua nhà bà đó mà hai đứng đây con đưa cho là tiếng cá nó bầu mày nổi đó đem đâu ổn không nha. Rồi, ngưng lại. Hết rồi phải không? Rồi, hết rồi đủ rồi, chưa còn người nữa, còn người nữa. Rồi. Nè, chị rút lại qua lãnh cái cho gọi luôn đi. Trời ơi. Lãnh rồi, mới lãnh vô. Rồi rồi, con này mới lãnh cái này nè. Rồi, gọi lãnh ra đây quay. Con lấy nè. Rồi, đây. Chưa. Rồi. Vô đi bên đây nè. Tại tôi cãi hoài. Rồi mai phần nữa hàng tôi luôn, gần lắm rồi nhận không quay luôn. Đó. Rồi về đi bật nha. Rồi. Con là mình cháy rồi. Bữa hổm là cảm ơn nha. Thì giờ chú Năm đưa luôn. Ê vô. Vậy ba chưa? Thôi. Thôi. Chưa. Quay cái gãy đây nè. Kia mà lại kìa, nó vô chụp trong đây. Quay luôn nha. Rồi trong hình cỏ mà. Có gì bây giờ ăn bắn quá. Không. Một người lãnh hai lần không được. Quay kiếm người khác. Không mà, hồi nãy giờ có quay gì chút chưa? Rồi quay đủ hết rồi á chú ơi. Kiếm người ta đi nghe. Rồi quay luôn. Rồi không sao đâu. Đây cảm ơn ông Năm li lẹ luôn. Rồi xong. Rồi xong. Rồi dạ thôi. Rồi rồi. Vậy đi. Rồi đủ hết chưa? Đủ hết chưa? Dừng nha.
Ê, chưa cắt. Tắt đi. Để chứ năm bao gạo lên đây mình gửi 500 cho em luôn nha. Ừ, cho cháu luôn. Dạ. Rồi quay về đó. Rồi mày cắt vô cho. Dạ cắt rồi cho giữ luôn. Cái tiền ngã đó, nãy ông vừa lấy con keo quắn lại ha chú Năm. Quắn mà không cho nó ăn. Để xem ta. Út mày là chuyến này về ăn cơm quyết liệt nha Út. Đang là cái này dầu này để chiên thủ. Nước tương này ớt ha. Còn tiền này mua thủ. Ha. Cảm ơn nhiều. Rồi rồi. Sao? Ngã ngã nha, ngã. Rồi. Sao 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 đâu chương trình nói nghe đây. Nói gì? Nói sao? Đi ra nhận nhau quà hết. Nhận nhau quà. Rồi. Nhận quà. Rồi chứ nào. Đây một phần quà dòm gồm có một bịch gạo 10 kg. Dạ. Chai dầu ăn. Dạ. Một lít tương. Tùng méo hảo hảo nha. Đặng này về mua tủ ăn nha. Dạ đúng rồi. Màu nó không được, không đơn vậy. Dạ để cho hết rồi còn để lại đó. Vậy luôn. Khoan khoan đợi con. Rồi rồi. Lên lạ lạ tổng mấy lại chút xíu rồi giải tán xong này chứ nào đây nè, đây nè 500 này là mua tủ nha. Rồi nè, nói vậy đó, về muốn mua gì mua, đừng có mua tủ ăn nhán gánh chịu nha. Rồi bây giờ được ấy mày đấy cái gì á. Đó không đổi 1 triệu mà. Để đi từ từ đi, đổi 1 triệu coi. Lấy ra 5 tờ mà tôi coi. Ngồi qua đây chị. Nặng hả chị? Nặng lại đây nè, lại đây nè, đặng mình làm việc cho nó mau được coi. Sớm giờ đi vô thăm đây. Được cũng nhiều rồi, ông vô đây nè ông ơi. Ủa sao vậy mà thấy ngoài hay xăng đồ có chưa? Thấy lông đồ có chưa? Chưa có đi nữa nè, nội ra là bữa nay rồi chắc hết luôn rồi. Dạ. Ủa sao vậy? Không có được. Ở đâu chứ nào? Tính đưa, không đưa tặng nhà. Hả? Tính đưa tặng nhà rồi giờ nó cải cách kiểu này. Khoan cái nồi bé này đâu? Hả? Bé này đâu? Rồi hết rồi. Cái này chừa lại cho chú Năm đi. Chừa lại. Con này chúng sống. Cháu nào quen thì nói lên. Quen quen. Cháu nào cái quen này quen. Con dễ của anh hai. Tám nghèo vô đây. Đổi 5 tờ nữa. Hết không chứ đâu. Rồi tới trước coi. Thôi được rồi chú Năm ơi. Tôi dư qua Úc đi. Lấy 5 tờ. Hôm nay cũng cho tới rồi không? Đi cái thằng này cho tôi chở cho. Đi ra ngoài cho. Rồi rồi rồi. Hai xăng Năm rồi. Rồi rồi. Đời nào. Bây giờ anh Vinh một phần đi chú Năm. Lấy chị. Đây thôi chạy đi làm đi, làm việc hết thôi. Ơi. Mày con rồi thằng thằng hết trơn rồi. Cái này cái phần của hai xăng phải không? Dạ dạ. Hai bọn có chưa? Hai bọn chút 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 đem ra. Chút nó đem ra chứ. Rồi. Rồi cái này là của ông hai. Rồi, ấy gạo luôn. Rồi hết rồi, cái này của ta. Rồi đó của ta đó, hết rồi. Ấy, ấy. Nè chị với bà với cháu nè. Hai người hàng rồi nha. Con đậu kìa, đậu đó. Ngon, đậu đâu. Rồi. Bà thằng nó là mình thấy đó. Rồi là được rồi. Lấy bà gạo ra. Nó kêu
Nè 500 nè. 50 thùng mì của ra nè, 50 thùng mì đây còn 5 nè. 7 tôi chuyển mà. Sợ da không đủ. 50 giùm bả bơ ông nổi. Đưa đưa vòng vòng nó vòng. Tôi chuyển mà bả hoài. Này tặng. Tặng. Rồi, đưa đưa nó một phần một. Quay thằng bằng đưa. Chứ không có cho 500 hả? 500 ở đâu ra nữa. Bây giờ tôi đưa. Đây xác trên này nè, có tiền nè. Đưa cái mặt lên coi, dòm lên coi. Đó, rồi, cảm ơn nha. Trời ơi. Bà cháu nè, nó hỏi bà làm biết. Chú Năm uống nước đi rồi, lát nữa anh em mình cũng sao. Không, không có, tôi điện ổng. Dạ, dạ. Bạn lên đây nè, đưa cho. Điện đó thì tôi điện vô lấy thôi. Ờ, mỗi người gạo đi. Tôi mời đây nè. Chứ là hết rồi. Ông nói còn hai phần ông hai cái nói ai ăn dột mới ăn dột. Hả? Ai ai? Ông nói với chị cũng làm vậy. Tôi đâu biết đâu được cái ông đó đó. Sao ông chạy đi rồi? Ừ. Bên đây nè, bên đây nè, con chân bên đây nè bạn. Năm đâu rồi? Qua đây mày quay năm mày coi. Ủa. Đây 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 quay rồi chú. Đây, đưa qua bạn. Con đi nha. Cháu không để đây nè, bên đây nè, đó. Quay đàng hoàng rõ ràng nha. Đó là 500.000 quay sát sướng à, đó quay mặt chú anh Nghĩa xin cho tay nha à, không à, à cho con đó rồi. Đó là phần này của con nha, phần này của con anh về đi không quay không chết chú ra nha chú ra. Dạ rồi em bé bị gì vậy chị? Bệnh à, gia đình mình là mình làm cái gì ta? Ảnh làm hồ cũng thất nghiệp đủ sống không chị? Dạ không à, dạ rồi dạ rồi giờ nhờ nhờ chú trao giùm con chưa, ha chưa chưa quay đi. Mà em nó bị bệnh gì cưng? Dạ nó bị sốt với nó ỉa. Rồi có thuốc men gì không? Dạ bác sĩ thì nhập viện mẹ không có tiền chị cho bé. Nhập viện là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ nó đóng 1 triệu mẹ không có tiền. Để thôi ảnh trời trời là... Thì thôi bây giờ gì là anh thì cũng không có nhiều dạ. Bây giờ anh gửi cho cưng một phần quà dạ. Với 500.000 dạ. Về lo đỡ cho em á. 510 lít đó chú. Hả? 6 lít đó con. Không. Rồi mình đưa 600 đi xíu mình nãy lại. Con 100 nữa. Bỏ có 100 cho nó mượn nữa. Cắt đi, cắt. Thôi được rồi, cứ quay lát cắt ra được rồi. Chú ở tận nè. Em nè đổi nha. Đổi cho. Rồi vậy thôi cho anh gửi cho cưng nha. Rồi lo cho em đi rồi gắng lo cho em nha. Rồi anh cảm ơn cưng. Quay chú vô nha. Rồi quay ở nha. Rồi quay hết giáp vòng này đi rồi đầu quay đưa tiền này. Đúng không? Quay cho quay quay cho biết một đống mì vậy quay cho Tư luôn nè, quay cho Tư ngay đẹp trai mà. Quay tận không biết. Trong YouTube là không quay cái này. Rồi, ông khách đưa ra đi. À, ai phần máy bên đây. Rồi, chị. Rồi quay nó nhận nha. Rồi, nhận vô. Rồi tới luôn đi, tới chị Bảy luôn đi, bà tới chị Bảy luôn đi. Rồi bưng đi đây, bưng đi. Dạ. Bưng đi. Dạ. Rồi, hai người vậy đi, hai người ngồi đó đi đâu vậy, gọi đi. Rồi. Tao rảnh rồi, tao phải cái cảm ơn. Rồi. Ra ngoài đi. Rồi, Vinh vô, thấy xong vô. Đó, bằng đó là thấy đi. Vinh vô luôn đi, người ta ấy. Rồi, cảm ơn. Không, bên kia, bên kia. Đó, cho đi về. Không, 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 không. Ai di là phạt, còn phần của ông là ghi phần của ông. Chị Tức ơi, ai di là phạt được rồi. Cái hoàng của anh riêng biệt là ghê. Rồi ăn nhớ thằng Phật nha. Rồi cô chị. Mô hoàng tôi ăn thằng Phật. Rồi về dán niệm Phật nha chị. Nha, dán niệm Phật nha. Về dán niệm Phật. Rồi, ăn niệm Phật. Không, không, đánh đi. Chị đánh, chị bưng đi ra ngoài. Cô chị ra đi, con hành đỡ nó sao đi, con hành đi. Người nào cầm mà lấy thì tới người đó đi, rồi con hành đi, lại tới gì đâu, nó. Mẹ mày. Mấy tôi làm đâu đó. Rồi, đưa cho này. Quay tiền nha. À, quay tiền luôn. Rồi. Tao nữa là tao đã tiền rồi. Rồi xong, bưng ra ngoài luôn. Rồi. Còn anh này. Đi con lấy, anh có tiền đó. Đây. Bỏ gạo dưới anh. Rồi rồi. Chị ba. Rồi thôi bây giờ anh không có gia đình nha. Rồi anh bị bệnh gan đúng không? Rồi em tiếp cho anh là 500.000.
con chồng ăn bằng chua ăn bằng dạ con chồng con nấu chồng rồi có lời gì nói với bạn đồng quân không? Cảm ơn không? Rồi cảm ơn nha. Quay vô đây là 500 ngàn. Rồi đưa tiền chồng đi. Còn bà này một phần có mấy giờ bệnh bạn phải không? Đây. Giá niệm Phật nha. Rồi nhét tiền vô. Ủa, ông lục. Bà lục, bà lục. Bà lục. Ông lục. Biết rồi. Ê, gạo tối chịu xuống coi nha. Xuống chịu xuống coi nha con nha ông lục. Bưng xuống dưới cho bà đi. Tiền đi về. Rồi. Nha ông lục ơi, tối xuống coi á. Rồi, cái này đâu hả? Rồi, đây rồi. Cảm ơn mày nha. Gửi lời nhân ra thăm bà cô bác hết. Rồi, vậy luôn vậy. Vậy luôn vậy. Cái này thành gấu đỏ rồi lên đây. Đây, chú gửi cho con. Đây. Dạ, thôi con. Lá niệm Phật nha. Nghe không? Kêu đi học đi. Rồi, tới chị luôn nè. Một năm là 1 triệu rưỡi tiền mà ba nó mới gài bệnh đó, nó tính nghỉ học tận rồi. Rồi ăn gái niệm Phật gieo duyên với vợ nha. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi chị Minh đi ngoài luôn đi. Còn đây rồi còn thằng nào? Còn phần này là có con nít bị cảm nó sổ mũi không? Dạ. Đây kèm thêm 200 bên vô đó. Rồi rồi để cho kinh luôn, ăn gieo duyên giá niệm Phật nha. Dạ. Rồi đâu rồi đưa đây bưng giùm cho. Dạ. Rồi lấy 200 bỏ túi đi, đừng hỏi tôi bỏ túi tôi à. Dạ. Rồi. 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 Trao cho đây, chú giùm em nhanh lắm. Phần quà này là trao cho anh chú bác về ăn. Rồi. Cái này là lấy chậu. Rồi ăn nhớ niệm Phật nha chú. Ăn nhớ niệm Phật. Rồi. Vậy là phần tư long vậy là còn có dư không cho bả phần. Cái này là bả khổ lắm luôn á. Chồng bị cao huyết, chồng bả bị cao huyết. Còn không cho bả phần. Bây giờ cái phần này là của cưng. Cái cây như của cưng đây nè. Của tư long. Ai lặng quá. Rồi. Rồi. Nó có đứa ăn này đi. Rồi. Đứa ăn này. Rồi. 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 Còn trao nữa không chú? Rồi, rồi bây giờ có gì hả? Dạ. Bây giờ nó gạo có gạo cho mày đi. Mày không phải bây giờ gạo có gạo mà người ta chưa đem xuống tới. Rồi cho dưới đi, cho dưới thùng mày đi rồi. Vậy hả? Ở thì trời có gì cho đấy. Bây giờ gì nè? Thôi để chiều xuống. Thôi để mới chiều xuống lấy đi. Thôi chiều đi. Rồi. Rồi đây cho dì Hai ăn giao duyên giác niệm Phật cái dì Hai. Rồi. Rồi. Rồi lấy một bịch trả cho bên bà Sáu. Rồi. Bây giờ tới nổi đầu mới quay. Ủa mà không phải mà bà đi bằng cái gì? Đi với lộ bộ về đê té qua té lại luôn. Rồi rồi chàng nhận đi, có người chở có người trả cho bà. Rồi chung lượng này trả ra cho. Đâu đưa tiền. Thôi rồi cứ tô cứ bình thường thôi, không có cái gì đó. Vô mắt lấy người mắt quay phim. Rồi. Đâu bưng không nổi đâu, bưng không nổi đâu. Bưng nổi đâu. Ê đi, chụp. Lấy phần cái đít để xuống nước đi. Rồi ba, giao đi cho. Thôi giờ con cũng không còn tiền nữa, giờ con còn 40 ngàn cho bà mua thuốc nhỏ mắt. Mắt nó mỏi một lẹo. À rồi. Rồi. Để gắn niệm Phật đi mà Năm ơi. Gắn niệm Phật rồi. Chị. Không, mà cho mẹ chị phải không? Cho mẹ. À, là mẹ chị là bà Út mà xong. Mà năm nay bà bị ở bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà 78 rồi. Ờ nghe nói bà bị bệnh gì vậy? Hả? Bệnh gì? Bà nhức mình mẩy, bà yếu cái này. Thôi, bà thấy được không? Hả? Bà đi cà mờ mà. Dạ, thì thôi bây giờ em nói gì? Vì đây là các mạnh thường quân để gửi quà cho người nghèo. Dạ. Trước mắt là em gửi cho bố con phần quà ăn với các mạnh thường quân. Dạ. Thôi bố gắn niệm Phật nha. Rồi. Cảm ơn nhiều. Với gửi cho bố 500 ngàn để mua thuốc men. Rồi. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi, đây chị. Nè nè, chị nhìn lên đem thôi nó đọc. Kiếm quà không gặp. Khánh ơi, con. Rồi, ăn gán niệm Phật với mạnh với em nha chị. Dạ, cảm ơn nhiều nha. Dạ, rồi. Bây giờ mình sẽ có nữa. À, dạ, chú Năm ơi. Dạ. À, cái số tiền hổm mà gia đình chú Lê Hữu Chí và chị Hằng ở Canada á. Chú Lê Hữu Chí cũng ở Canada luôn. À, chị Hương Dương á, gửi cái tiền là số tiền để cho những người khó khăn cho chú Năm thì
hôm nay mình mua quà thêm để gửi cho người nghèo hả chú Năm? Dạ, thì giờ bây giờ thì mình mua gạo hay là những cái quà đó để gửi cho người nghèo đang gặp khó khăn đó. Dạ. Thì hồi sáng mình phát gạo chú Năm thì mình thấy cũng rất là nhiều đúng không chú Năm? Dạ, hồi sáng cũng nhiều lắm. Thì ở trong đây là còn hết thảy là một bao thơ là chú Năm là 3.200.000. Thì mình cộng lại là được 6.400.000 thì mình mua thêm gạo. Dạ. À, mua gạo thì mình cho gạo mì được rồi. Dạ. Thì năm cũng có nhận cái số tiền này rồi đó, mua những cái phần gạo á. Dạ. Để giúp cho những cái gia đình người ta nghèo đang gặp khó khăn đó. Dạ. Thì năm cũng đại diện là một nhóm là những cái người dân địa phương mình đang nghèo gặp khó khăn đó. Dạ. Thì cũng cầu chúc cho quý đồng đạo được là trên con đường tu hành mang thành chánh quả hoặc là làm ăn đâu được đó. Và cũng cầu cho cổ quyền thất tổ của các vị đó. Được là siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào quý đồng đạo nha. Hai tay cha nội. Nam mô Phật, kính chào quý đồng đạo. Hai tay. Nam mô. Thì bây giờ là mình đi mua thêm gạo và mì ha chú Năm. Dạ dạ. Dạ thì gạo không được. Gạo và mì thì tụi em sẽ phát, tụi em quay cái đoạn video lại. Dạ rồi.